Hoàng Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Chương trình ngày thứ 6, 11 tháng 8 hôm nay, phần tin Canada sẽ có những tin đáng chú ý sau đây. Một đám cháy báo động cấp 6 mất kiểm soát đã bùng phát trong đêm, khiến bầu trời Toronto ngập trong khói. Air Canada triển khai chuyến bay ferry flight cho du khách trong cháy rừng kinh hoàng ở Maui. Ottawa ngập lụt sau mưa lớn, Tỉnh BC cảnh báo thời tiết nắng nóng kéo dài. Hậu ly thân, gia đình thủ tướng Trudeau cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở tỉnh BC. Những nơi duy nhất trong đại đô thị Toronto có thể thuê một căn hộ một phòng ngủ dưới 2.000 đô la. Cùng một số tin tức xã hội đáng chú ý. Rất mong nhận sự hỗ trợ của quý vị bằng cách nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Vì một đám cháy báo động cấp 6 mất kiểm soát được bùng phát trong đêm khiến cho bầu trời Toronto ngập trong khói. Tại thành phố Toronto, một đám cháy tòa nhà công nghiệp đã nhấn chìm khu vực trong khói, với lực lượng cứu hỏa dự kiến là sẽ phải tích cực chiến đấu với ngọn lửa trong 24 đến 48 giờ tới. Vụ hỏa hoạn là một trong những vụ nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây, bùng phát tại một khu công nghiệp trên phố Vulcan. Hơn 100 lính cứu hỏa và 30 thiết bị cứu hỏa Toronto đã ứng phó với đám cháy ở mức báo động số 6, sau đó đã được hạ xuống mức báo động 3. Ngọn lửa bắt đầu từ các xe đầu kéo liền kề và sau đó lan sang tòa nhà, có thể do một vụ nổ ban đầu gây ra. Cường độ của ngọn lửa dẫn đến những lo ngại do sự hiện diện của các chất dễ cháy như là chất bôi trơn và một xưởng gỗ gần đó. Các nhà chức trách đang coi đây là một phản ứng với vật liệu nguy hiểm và bộ môi trường và văn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được thông báo. Cuộc điều tra nguyên nhân sẽ bắt đầu sau khi ngọn lửa được dập tắt. Nếu bạn muốn mua hoặc bán bất động sản, chúng tôi là Thông Nguyễn với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ Thông Nguyễn Công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại: 905 920 1463 thành phố thủ đô Ottawa ngập lụt sau một loạt cơn bão mang theo lượng mưa hơn 77 mm, mưa đá và gió mạnh đã đổ bộ vào Ottawa hôm thứ năm ngày 10 tháng 8. Cơn bão đổ bộ vào Ottawa vào khoảng 11 giờ 30 sáng với lượng mưa từ 50 đến 70 mm được báo cáo ở Ottawa trong khoảng thời gian 90 phút. Mưa lớn đã làm ngập đường, tài sản và vỉa hè khắp thành phố. Trạm thời tiết khí hậu Ottawa đã ghi nhận lượng mưa 48 mm trong một giờ Tính đến 7 giờ tối, Ottawa đã nhận được lượng mưa 77 mm tại trang trại Central Experimental Farm, với một số khu vực có lượng mưa từ 80 đến 100 mm. Kỷ lục trước đó về lượng mưa lớn nhất ở Ottawa vào ngày 10 tháng 8 là 67 mm, được thiết lập vào năm 2004. Lũ quét đã được báo cáo trên các con đường khắp thành phố Ottawa, buộc phải đóng cửa tạm thời một số con đường, tầng dưới của trung tâm mua sắm St. Laurent và Costco ở đầu phía nam của Ottawa. Mưa lớn cũng làm ngập đường hầm dọc theo đường Maryvale tại đường Colonnade, nhiều tài xế buộc phải tạm bỏ lại xe của họ cho đến khi nước rút. Hydro Ottawa đã báo cáo một số vụ mất điện trên toàn thành phố vào tối thứ năm. Có thời điểm 24.000 khách hàng đã bị mất điện. Các quan chức cảnh báo mực nước dọc theo sông Rideau và lưu vực sông Rideau Valley sẽ duy trì ở mức cao theo mùa trong tuần tới do lượng mưa lớn. Cơ quan bảo tồn thung lũng Rideau đang kêu gọi công chúng. Hãy thận trọng xung quanh tất cả các hồ và sông. Những người chèo thuyền và bơi lội trên sông Rio được yêu cầu hết sức thận trọng do mực nước dâng cao. Trong khi đó, tại miền tây của Canada, một đợt nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài gần hết tuần tới đã khiến cho chính quyền tỉnh bang British Columbia phải cảnh báo người dân hãy chuẩn bị cho điều kiện thời tiết ngột ngạt. Bộ trưởng quản lý khẩn cấp ông Bowen Ma cho biết. Thời tiết nắng nóng bắt đầu từ Chủ nhật này, dự kiến sẽ khiến nhiệt độ ở mức cao hơn 30 độ C ở phía Nam của tỉnh. Sau khi thời tiết mát mẻ hơn và mưa gần đây đã hỗ trợ các nỗ lực dập tắt cháy rừng, sức nóng dự kiến sẽ làm khô rừng một lần nữa, làm tăng nguy cơ hỏa hoạn và làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán vốn đã nghiêm trọng của tỉnh. Mặc dù nhiệt độ tăng cao như vậy có thể gây ra rủi ro, nhưng bộ trưởng khẳng định đợt nắng nóng sắp tới này dự kiến sẽ không nghiêm trọng như thời điểm của tháng 6 và tháng 7 năm 2021. Hiện tượng vòng nhiệt năm 2021 đã khiến nhiệt độ ở các vùng của tỉnh BC vượt quá 40 độ C trong nhiều ngày. Kết quả là có 619 ca tử vong liên quan đến nhiệt. Hầu hết là người già và những người dễ bị tổn thương trong các tòa nhà không có điều hòa nhiệt độ. Theo Bộ trưởng Ma, dự báo lần này sẽ không có vòng nhiệt vì ngày ngắn hơn và đêm dài hơn vào giữa tháng 8. Tuy nhiên, các trung tâm làm mát sẽ mở cửa và cư dân nên đề phòng tránh nóng, uống nước và hạn chế hoạt động. Hạn hán ở tỉnh BC tiếp tục nghiêm trọng với một số dự báo cho thấy tình hình có thể tiếp tục cho đến năm sau. Hơn 80% lưu vực nước của tỉnh BC được liệt vào tình trạng hạn hán cấp độ 4 hoặc là cấp độ 5. Trong khi đó, Bộ trưởng Lâm nghiệp ông Bruce Ralston cho biết 660 người vẫn đang trong lệnh di tản do cháy rừng, trong khi khoảng 4.000 người đang trong tình trạng báo động hầu hết sống ở miền Trung và miền Đông Nam tỉnh BC. Kể từ tháng 4, hơn 1.700 vụ cháy rừng đã thiêu rụi khoảng 16.000 km vuông. Hiện tại khoảng 400 đám cháy đang bùng cháy trên khắp tỉnh bang, trong đó có khoảng 200 đám cháy được coi là ngoài tầm kiểm soát. Hậu ly thân, gia đình Thủ tướng Trudeau cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở tỉnh BC. Thủ tướng Justin Trudeau đang đi nghỉ cùng với gia đình tại đảo Vancouver vào tuần này gia đình thủ tướng đã đi trên máy bay của lực lượng không quân Hoàng gia Canada vì lý do an ninh. Ngay cả khi đây là chuyến du lịch cá nhân, máy bay của thủ tướng đã hạ cánh xuống sân bay Tofino Long Beach ngay trước 11 giờ 30 sáng thứ Năm. Vong vòng thủ tướng cho biết, gia đình Trudeau sẽ đi nghỉ mát hơn một tuần, họ sẽ quay trở lại Ottawa vào ngày 18 tháng 8. Thủ tướng Trudeau và người vợ 18 năm của ông là Sophie Gregor Trudeau vào tuần trước đã thông báo ly thân, nhưng họ vẫn có kế hoạch dành thời gian cho nhau như một gia đình. Cả hai cũng yêu cầu sự riêng tư vì hạnh phúc của ba đứa con của họ. Văn phòng thủ tướng cho biết họ đã tham khảo ý kiến của ủy viên đạo đức về chuyến đi và rằng gia đình thủ tướng Trudeau đang tự trả tiền cho kỳ nghỉ của họ. <laughs> tin tức Canada đang dần biến mất khỏi Facebook và Instagram. Người Canada không còn có thể truy cập tin tức trên các nền tảng xã hội Instagram và Facebook vì cả khổng lồ công nghệ Meta đã thực hiện đúng lời hứa là chặn tin tức trên nền tảng của họ. Điều này có nghĩa là các liên kết và nội dung tin tức được đăng bởi các nhà xuất bản tin tức và đài truyền hình ở Canada sẽ không còn có thể xem được bởi những người ở Canada. Động thái này diễn ra nhằm phản ứng lại việc chính phủ liên bang thông qua đạo luật tin tức trực tuyến, đó là dự luật C-18, vào tháng 6. Mặc dù lệnh cấm chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8, nhưng nó đã được triển khai đều đặn trên khắp Canada trong hai tuần qua. Lệnh cấm Meta sẽ tác động đến người dân Canada như thế nào? Thay vì có thể truy cập các câu chuyện tin tức trên nền tảng Meta thì người Canada hiện được chào đón bởi một thông báo có nội dung. Mọi người ở Canada không thể xem nội dung này. Liên kết tin tức đến các bài báo, video dạng ngắn tức là Reel hoặc là câu chuyện Stories cũng bị ảnh hưởng bởi lệnh chặn. Các chuyên gia công nghệ cảnh báo rằng động thái này sẽ khiến người Canada ngày càng khó xác định xem Tin tức họ đang xem trên mạng xã hội là từ nguồn thực tế hay là thông tin sai lệch? Lực lượng cảnh sát trên khắp Canada cũng đang giống lên hồi chuông cảnh báo về lệnh cấm của Meta sẽ tác động tiêu cực đến cách mà họ chia sẻ thông tin. Theo Meta thì mọi người ở Canada có thể tiếp tục truy cập tin tức trực tuyến bằng cách truy cập trực tiếp vào trang web của nhà xuất bản tin tức, tải xuống ứng dụng tin tức trên thiết bị di động và đăng ký với nhà xuất bản ưa thích của họ. Những nơi duy nhất trong đại đô thị Toronto mà có thể thuê một căn hộ một phòng ngủ dưới 2.000 đô la Theo báo cáo tháng 8 năm 2023 của Live.Rent, Oshawa đã giữ danh hiệu là thành phố thân thiện với ngân sách với giá thuê trung bình là 1.705 đô la cho căn hộ một phòng ngủ không có đồ đạc Trong khi đó, tiền thuê nhà ở trung tâm thành phố Toronto vẫn là vấn đề lớn của cuộc sống đắt đỏ đòi hỏi trung bình 2.530 đô la, trên lệch 825 đô la một tháng mọi thứ đều cao cấp ở downtown Toronto, từ cà phê cho đến tiền thuê nhà của bạn. Với giá thuê trung bình cao nhất đối với gần như tất cả các loại nhà ở, trung tâm thành phố vẫn là một giấc mơ không thể đối với nhiều người. Thành phố Brampton là một đô thị nổi bật khác về các căn hộ một phòng ngủ không có đồ đạc có giá cả phải chăng. Có mức giá trung bình của thành phố là 1.963 đô la trong tháng này, Von Richmond Hill là nơi để tìm các căn hộ một phòng ngủ được trang bị nội thất rẻ nhất với giá là 1.902 đô la. Điều đáng chú ý là nếu bạn định đưa ra bất kỳ quyết định thực tế nào dựa trên những số liệu thống kê này, bạn sẽ cần phải hành động nhanh chóng vì giá thuê trong đại đô thị Toronto sẽ không giữ nguyên. Trên thực tế thì các căn hộ một phòng ngủ không có đồ đạc ở thành phố Toronto đã tăng trong tháng thứ ba liên tiếp, Bên ngoài đại đô thị Toronto thì thành phố London nổi lên như một lựa chọn tiết kiệm nhất với giá thuê là 1.555 đô la cho căn hộ một phòng ngủ, không có đồ đạc. Hiện tại, chắc chắn đây không phải là thời điểm tốt để tìm kiếm bất kỳ loại chỗ ở nào ở thành phố Toronto vì giá thuê nhà tiếp tục tăng lên mức cao mới cùng với lạm phát và lãi suất thế chấp. Báo cáo mới nhất từ các chuyên gia tại Rentals.ca vẽ ra một bức tranh đáng lo ngại về tình hình thị trường với giá trong thành phố tăng đột biến một lần nữa vào tháng 7, đạt mức 2.541 đô la cho căn hộ một phòng ngủ tiêu chuẩn và 3.370 đô la cho căn hộ hai phòng ngủ. Bên cạnh xu hướng tăng giá thuê, điều đặc biệt gây thất vọng trong các số liệu của tháng trước là những gì người Toronto hiện đang phải chi trả nhưng phải có bạn cùng phòng, tức là roommate. Đây là lựa chọn rẻ nhất có thể của họ và thường ở mức giá phải chăng mặc dù đây là lựa chọn kém hấp dẫn theo dữ liệu, giá thuê nhà với bạn cùng phòng roommate ở Toronto đã lên đến đỉnh điểm là 1.296 đô la mỗi một tháng. Chỉ xếp sau thành phố Vancouver, nơi này thì thuê nhà cùng với một người bạn cùng phòng roommate sẽ tiêu tốn của bạn là 1.445 đô la. Con số này đối với tỉnh bang Ontario nói chung đã tăng lên 1.009 đô la, cao hơn gần 10% so với cùng thời điểm vào năm ngoái. Tháng 7 cũng là lần đầu tiên giá thuê trung bình trên khắp Canada vượt mốc 2.000 đô la. Khi chi phí sinh hoạt tiếp tục vượt khỏi tầm kiểm soát, người Canada ngày càng thấy khó kiếm đủ tiền trong khi họ phải chi trả quá nhiều cho hàng tạp hóa, xa cộ, du lịch và các dịch vụ khác. Áp lực lãi suất tăng cao cũng khiến cho nhiều chủ nhà phải bán, cho thuê một phần nhà hoặc là tăng tiền thuê nếu họ đã là chủ nhà. Cảnh sát tỉnh Ontario OPP cho biết họ đã bắt giữ một phụ nữ bị cáo buộc đưa ra yêu cầu giả mạo để giành được tấm vé số Lotto Max trị giá 70 triệu đô la. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết không thể xác nhận liệu người phụ nữ này có đang tìm kiếm giải thưởng cho tấm vé số trị giá 70 triệu đô la được bán ở khu vực phía đông của Toronto hay không. Tập đoàn Sổ số và trò chơi Ontario OLG cho biết, chiếc tấm vé số đó được bán vào tháng 6 năm 2022, chính thức được tuyên bố là không có người nhận vào ngày 10 tháng 8 khiến nó trở thành giải thưởng lớn nhất chưa có người nhận trong lịch sử sổ số, số của Canada. OLG cho biết gần 2.700 người đã yêu cầu giải thưởng, nhưng không ai được xác định là chủ sở hữu hợp pháp của tấm vé chiến thắng này. Theo cảnh sát, cuộc điều tra về người phụ nữ 33 tuổi này được khởi xướng dựa trên thông tin do OLG cung cấp, cuối cùng dẫn đến việc cô ấy bị buộc tội cố ý gian lợn hơn 5.000 đô la, giả mạo và đưa ra một tài liệu giả mạo. Cảnh sát cho biết người phụ nữ sẽ xuất hiện trước tòa án North Bay, nhưng không thể bình luận thêm về các hành vi phạm tội bị cáo buộc của cô ấy. Thu hồi quần jeans trẻ em vì nguy cơ ngạt thở Bộ Y tế Canada đã đưa ra thông báo thu hồi quần jeans suông dài và co giãn dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới bước đi của The Children's Place, nguyên nhân là do có nguy cơ gây ngạt thở. Theo thông báo thu hồi, các nút gài của sản phẩm có thể bị bong ra khỏi quần và gây nguy cơ nghẹt thở cho trẻ nhỏ. Quần jean bị thu hồi là kiểu Despo Wash và được cung cấp với các kích cỡ từ 6 -9M đến 9 m đến 5 t với số kiểu 302 2341 và số nhà cung cấp là 700 541. Sản phẩm đã được bán với mã UPS hoặc là mã SKU. Những sản phẩm quần jean khác của thương hiệu The Children's Place nhưng có số nhà cung cấp khác ở trên sẽ không nằm trong đợt thu hồi này. Quần jean được sản xuất ở Kenya, 1.800 chiếc trong số đó đều được, được bán ở Canada và 46.700 chiếc đều được, được bán ở Hoa Kỳ từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Kể từ ngày 9 tháng 8, công ty không nhận được báo cáo nào về tai nạn hoặc là thương tích ở Canada, tuy nhiên đã có một trường hợp gặp được báo cáo ở Hoa Kỳ. Bộ Y tế Canada kêu gọi người tiêu dùng ngay lập tức ngừng sử dụng các sản phẩm bị thu hồi và trả lại cho The Children's Place để được hoàn trả đầy đủ. các nhà nghiên cứu đang kêu gọi cải thiện chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh tâm thần ở những người mắc chứng tự kỷ, sau khi nhận thấy họ có nguy cơ tự làm hại bản thân và tự tử cao hơn những người không mắc chứng tự kỷ. Nghiên cứu mới do Trung tâm Nghiên cứu Nghiện ngập và Sức khỏe Tâm thần CAMH và Viện Khoa học Đánh giá Lâm sàng ICES thực hiện, phát hiện ra rằng phụ nữ mắc chứng tự kỷ có nguy cơ tự làm hại bản thân cao hơn 83% so với phụ nữ không mắc chứng tự kỷ. Trong khi đó, nam giới mắc chứng tự kỷ có nguy cơ tự làm hại bản thân cao hơn 47% so với nam giới không mắc chứng tự kỷ. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, những cái chết do tự tử là hiếm, nhưng những người mắc chứng tự kỷ vẫn có nguy cơ cao hơn và rối loạn tâm thần là một yếu tố. Các phát hiện được công bố trên tạp chí JAMA Network Open đầu tuần này, ủng hộ nghiên cứu trước đó cho thấy, người tự kỷ có xu hướng dễ bị tổn thương hơn đối với hầu hết các loại rối loạn tâm thần mà chúng ta đã biết bao gồm lo âu trầm cảm tăng động giảm chú ý sử dụng chất kích thích và một số rối loạn tâm thần nhưng các rối loạn tâm thần thường không được chẩn đoán ở những người mắc chứng tự kỷ một phần vì các bác sĩ lâm sàng có thể cho rằng các triệu chứng tự làm hại bản thân là một phần của bệnh tự kỷ một hiện tượng được gọi là sự lưu mờ trong chẩn đoán một trong những hạn chế của nghiên cứu là mặc dù nó cho thấy nguy cơ gia tăng các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở những người mắc chứng tự kỷ nhưng nó không làm sáng tỏ lý do tại sao lại như vậy. Vì vậy điều quan trọng là cần phải nghiên cứu thêm để giúp trả lời câu hỏi đó. Một trong những lễ hội đường phố được yêu thích nhất của thành phố sẽ quay trở lại phía đông của Toronto vào cuối tuần này. Taste of Danforth được tổ chức bởi Greek Town trên khu vực Danforth Business Improvement đã không được tổ chức tại thành phố kể từ trước đại dịch. Vào năm 2020 và 2021, lễ hội đã bị hủy bỏ để tuân thủ các hạn chế về COVID-19. Vào năm ngoái thì các nhà tổ chức đã quyết định bỏ qua một năm nữa do các vấn đề về hậu cần. Trên Danforth Avenue do làn đường dành cho xe đạp và việc xây dựng Cafe Teo. Taste of Danforth năm nay sẽ có nhạc sống, khiêu vũ, giải trí và đồ ăn giữa đại lộ Broadview và Jones. Các nhà sĩ nổi bật bao gồm Maria Jovu, Soul de Cuba, Eros, Stefano Hagi Stefano, Oga Emma và Levendia X. Một trong những điểm nổi bật của lễ hội là sự hiện diện của những lò nướng lớn dọc theo con phố, món chai Rose và bánh mì pita cùng với các món nướng truyền thống khác của Hy Lạp để du khách thưởng thức. Đoạn đường Danforth Avenue sẽ bị đóng cửa từ ngã tư Broadview đến ngã tư Jones bắt đầu từ 10 giờ sáng thứ sáu cho đến 3 giờ sáng thứ hai. Bath and Body Works đang tung ra những mùi hương mùa thu mới mà bạn có thể nhận miễn phí. Nhà bán lẻ hiện đang có chương trình giảm giá nến ở Canada và nến ba bớt của họ sẽ được giảm giá trong một thời gian giới hạn. Với ưu đãi này, tất cả nến thơm ba bớt bao gồm cả nước hoa mùa thu mới sẽ được mua một tặng một tại các cửa hàng của Bath and Body Works trên khắp Canada và qua cửa hàng trực tuyến của Canada. Bạn có thể mua nến thơm giảm giá và nhận nến miễn phí cho đến ngày 14 tháng 8 năm 2023, cho đến khi hết hàng. Nến thơm ba bớt thường có giá 27 đô la 50 cent, vì vậy bạn sẽ tiết kiệm được gần 30 đô la khi mua hàng trong đợt giảm giá này. Bath Body Works cho biết, việc lựa chọn nến có thể khác nhau giữa các cửa hàng và mua sắm trực tuyến, nhưng toàn bộ sản phẩm đều được làm bằng tinh dầu và mang lại hương thơm tràn ngập căn phòng. Nếu bạn đang muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn vào lần tới khi mua sắm tại Bath Body Works, nhà bán lẻ này sẽ giảm giá khi bạn đăng ký nhận thông báo qua email bạn sẽ được giảm giá 20% cho lần mua hàng tiếp theo và giao hàng miễn phí cho các đơn hàng từ 50 đô la trở lên. Đẹp nhưng độc hại, cư dân đảo Vancouver cảnh báo về một loài thực vật xâm lấn lan rộng khắp thị trấn. Tại thị trấn Comox, tỉnh BC, người dân đang cảnh báo về một loài thực vật xâm lấn độc hại có tên là cây nguyệt quế, Spurk Laurel, đã lan rộng từ một sân côn địa phương sang khu vực xung quanh trên đảo Vancouver. Loại cây này còn được gọi là nguyệt quế Daphne, Daphne Laurel, xuất hiện như một loại cây bụi thường xanh, xinh xắn, nhưng lại có nhựa cây độc hại mà có thể gây ra phát ban da, buồn nôn và các vấn đề về sức khỏe khác. Loại cây này đã được phát hiện ở Metro Vancouver, đảo Vancouver và quần đảo vùng vịnh. Các chuyên gia cảnh báo rằng cây nguyệt quế có thể nhanh chóng xâm chiếm thảm thực vật bản địa, phá vỡ hệ sinh thái và môi trường sống. Người dân đang ủng hộ nỗ lực phối hợp để loại bỏ loại cây này và ngăn chặn sự lây lan của nó. Bất chấp những rủi ro, hiện tại không có luật nào ở tỉnh BC cấm bán hoặc trao đổi các loài thực vật xâm lấn như là cây nguyệt quế. Mưa sao băng đẹp nhất 2023 diễn ra vào cuối tuần này, người Canada có thể ngắm bằng cách nào? Trận mưa sao băng Perseid sẽ đạt được cực điểm vào đêm thứ Bảy, Hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện tuyệt vời nhất mà chúng ta từng thấy trong nhiều năm. Hàng năm từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8, trái đất sẽ đi qua một vệt mảnh vụn băng giá trong không gian do một sao chổi cổ đại có tên là 109P Swift Turtle để lại. Sao chổi chỉ đi ngang qua hành tinh của chúng ta 133 năm một lần và hiện đang ở rất xa trong hệ mặt trời, ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương. Tuy nhiên, vệt mảnh vỡ của nó chứa những mẫu bụi và băng nhỏ. Khi trái đất quét qua nó, những thiên thạch này tạo ra những vệt sáng trên bầu trời của chúng ta, tạo ra mưa sao băng Perseid hàng năm. Trong số hàng chục trận mưa sao băng mà chúng ta thấy mỗi năm, Perseid nổi bật là một trong những trận mưa mạnh nhất và sáng nhất. Nó cũng nổi tiếng là trận mưa sao băng hàng năm tạo ra số lượng quả cầu lửa lớn nhất. Trong thời gian cực đại, thường xảy ra vào đêm 12 và 13 tháng 8, những người quan sát bầu trời từ các vùng nông thôn tối tâm có thể sẽ được chứng kiến một màn trình diễn hoàng mục. Theo cơ quan vũ trụ Canada, trong thời gian cực điểm, thường là vào những giờ tối nhất sau nửa đêm, mưa sao băng có thể có tới 50 đến 80 sao băng mỗi giờ bay ngang qua bầu trời. Để quan sát được rõ hơn thì hãy nhìn lên bầu trời giữa lúc trăng lặng và bình minh để thấy nhiều sao băng nhất trong đêm. Perseus một ở phía đông vào khoảng 10 giờ tối theo giờ địa phương, nhưng cực điểm của trận mưa sao băng kéo dài suốt đêm Thời điểm tốt nhất để bắt được nhiều sao băng nhất là vào rạng sáng Chủ nhật trước khi mặt trời mọc. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là người hay thức khuya hoặc là không muốn dậy sớm, thì bạn vẫn có thể xem màn trình diễn của Perseid vào khoảng 10 giờ tối. Mưa sao băng được quan sát tốt nhất dưới bầu trời trong và tối. Bất kỳ nguồn ánh sáng nào có thể nhìn thấy vào ban đêm như là ánh sáng bầu trời đô thị, đèn pha xa cộ, màn hình điện thoại di động đều hạn chế khả năng mắt chúng ta thích nghi với bóng tối. Điều này ảnh hưởng đến số lượng sao băng mà chúng ta có thể nhìn thấy. Đây là thị trấn đẹp nhất Canada theo nhận định của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Từ bờ biển này sang bờ biển kia, Canada có rất nhiều thị trấn nhỏ duyên dáng và một thị trấn nhỏ đặc biệt ở tỉnh bang Ontario đã từng nhận được sự chú ý của cố nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Thị trấn đó là Goderich ở của tỉnh bang, ngay trên bờ hồ Huron, được cố nữ hoàng mệnh danh là thị trấn đẹp nhất Canada. Theo điều tra dân số mới nhất, thị trấn ven biển yên tĩnh này có chưa đến 8.000 cư dân, nổi tiếng với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Cách Toronto khoảng 3 giờ lái xe, thị trấn Coderidge đã trở thành nơi nghỉ ngơi cuối tuần hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn thoát khỏi sự nhộn nhịp của thành phố ở Canada. Thị trấn có nhiều bãi biển đầy cát, những con đường mòn đi bộ và cảnh quan đặc biệt các điểm tham quan không thể bỏ qua bao gồm ngọn hải đăng Goderich, nhà tù lịch sử Huron và đường mòn Tiger Dunlop. Mặc dù cố nữ hoàng Elizabeth từng gọi Goderich là thị trấn đẹp nhất, nhưng không có báo cáo nào về việc gia đình hoàng gia từng đến thăm nơi này. Những người mà đang tìm kiếm cảm giác mạnh tại Canada's Wonderland sẽ được trải nghiệm một đường trượt nước khổng lồ mới vào mùa hè năm 2024. Canada's Wonderland mới đây đã công bố điểm thu hút tiếp theo là Moosehorn Falls, khai trương tại khu vực Splash Zone của công viên. Đường trượt Moosehorn Falls mới sẽ mang đến cho du khách một chuyến đi hoang dã xuống dòng sông chảy xiết, với những khúc ngoặt trên những chiếc bè chở tới 6 người. Đỉnh điểm của chuyến đi sẽ là leo lên bức tường cao 13m, tức là 42 feet, nơi những người chơi sẽ leo lên đỉnh của đường trượt và lao thẳng xuống ở hướng ngược lại. Đường trượt được lấy tên từ thác nước trên sông Broad dọc theo đường mòn Moosehorn ở công viên Fundy National Park, New Brunswick, nằm trong vùng sinh quyển Fundy, là một trong 19 vùng sinh quyển được UNESCO công nhận ở Canada. Costco đã ấn định ngày khai trương một địa điểm mới khổng lồ ở thành phố Calgary. Một địa điểm Costco mới sắp có mặt ở tỉnh bang Alberta và ngày khai trương dự kiến hiện đã được ấn định Địa điểm Costco được đề xuất sẽ nằm ngay đối diện trung tâm giải trí Callaway Park. Vì vậy, nếu bạn đang ở thành phố Calgary hoặc các khu vực lân cận thì bạn sẽ sớm có một địa điểm khác của Costco để mua sắm. Nhà kho của Costco Canada này dự kiến sẽ có diện tích bán lẻ khoảng 270.000 feet vuông. Địa điểm này cũng sẽ có một trạm xăng và một cửa hàng rượu. Costco mới ở Calgary dự kiến sẽ mở cửa cho các thành viên vào mùa thu năm 2025. Nó sẽ nằm ở giao lộ của Range Road 33 và Trans-Canada Highway. Cửa hàng nằm ở giữa Calgary và dãy núi Rocky, vì vậy bạn có thể đến Costco và chuẩn bị đồ dự trữ cho chuyến dã ngoại cuối tuần hoặc là kỳ nghỉ tới dãy núi Rocky. Hiện đã có 7 địa điểm của Costco Canada trong hoặc xung quanh Calgary. Tất cả được cách nhà kho Costco mới khai trương tại Bingham Crossing từ 20 đến 30 phút. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, mở phiên giao dịch vào sáng nay thì 1 đô la Canada đang đứng ở mức 0,7458 đô la Mỹ và bằng 0,6774 đồng euro. 1 đô la Canada đổi được 17.717 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ đổi được 23.804 đồng Việt Nam. Giá vàng thì đang đứng ở mức 1.917,90 đô la Mỹ một ounce, tương đương 2.578 đô la Canada. Vừa rồi là một số tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình Phần tin thế giới nổi bật trong ngày. Chúng tôi cũng kính chúc quý vị có một cuối tuần vui vẻ cùng với gia đình và xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Trong bản tin trưa thứ 6 ngày 11 tháng 8 hôm nay, phần tin thế giới sẽ có những tin tức chính sau đây. Hawaii chìm trong biển lửa được ví như ngày tận thế. Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh cân nhắc nối cót Mỹ, hạn chế đầu tư vào Trung Quốc. Tổng thống Biden muốn viện trợ quân sự thêm 13 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Công tố viên muốn tòa xét xử ông Trump đầu năm 2024. Bão chồng bão dồn dập tấn công Đông Bắc Á. Cũng như tin tức xã hội đáng chú ý. Hawaii chìm trong biển lửa được ví như ngày tận thế được cháy rừng nghiêm trọng chưa từng thấy đang hoành hành trên đảo Maui thuộc quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ Ngọn lửa lan nhanh trên diện rộng thiêu rụi thị trấn nghỉ mát là Lahaina ở phía tây của đảo Maui khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích Đây là một trong những thảm họa cháy rừng chết chóc nhất ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây Toàn bộ Lahaina bị cháy thành tro giống như ngày tận thế Mason Javi là cư dân Lahaina đã di tản kể lại các đám cháy rừng đầu tiên bắt đầu xuất hiện ở Hawaii từ đêm 8 tháng 8, nhưng chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ trước đó phát cảnh báo với Hawaii do khu vực khô nóng và có gió mạnh là điều kiện lý tưởng cho cháy rừng. Khoảng 14% diện tích Hawaii đang trong tình trạng khô hạn, trung bình hoặc là nghiêm trọng, theo Cơ quan Giám sát Khô hạn Hoa Kỳ. 80% diện tích quần đảo được phân loại là khô hạn bất thường. Theo Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ, Gần 85% các vụ cháy rừng ở nước này có nguyên nhân là do con người. Quần đảo Hawaii có 6 núi lửa còn hoạt động, một trong số này nằm trên đảo Maui, cũng có thể là nguyên nhân tự nhiên gây ra cháy rừng. Trong bối cảnh đó, gió mạnh trên đảo do ảnh hưởng từ bão Dory di chuyển cách quần đảo Hawaii hơn 1.000 km về phía nam, càng khiến cho những đám lửa đầu tiên bùng cháy dữ dội và lan rộng với tốc độ nhanh bất thường, trở thành những trận bão lửa khiến cho người dân không kịp trở tay. Dora được Trung tâm bão Thái Bình Dương xếp vào cấp 4, cao thứ hai trong thang cảnh báo 5 cấp, vào sáng ngày 9 tháng 8. Cơn bão gây ra những trận gió giật hơn 95 km một giờ, làm hư hại nhiều đường dây điện và nhà cửa trên đảo Maui. Clay Tronich, nhà khoa học tại Đại học Hawaii cho hay, thảm thực vật khô và dày cũng là nguyên nhân khiến cho lửa lan nhanh bất ngờ. Cỏ Guinea là loại thực vật xâm lớn có thể tìm thấy tại nhiều khu vực ở Maui, sinh trưởng mạnh vào mùa mưa cao thêm 15 cm trong vòng một ngày và đạt chiều cao tối đa là 3 m. Loài cỏ này trở thành mồi dẫn lửa khi khô héo trong mùa khô hạn. Lần gần nhất cháy rừng nghiêm trọng xảy ra ở Hawaii là năm 2018. Giới chuyên gia đang cảnh báo các thảm họa như những gì đang xảy ra ở Maui do nhiều yếu tố gây ra nhưng biến đổi khí hậu là một nguyên nhân không thể phủ nhận. Cười phát ngôn của Ủy ban châu Âu ngày 10 tháng 8 cho biết Quỹ Ban Châu Âu sẽ phân tích lệnh cấm của Mỹ liên quan tới các khoản đầu tư mới của nước này vào Trung Quốc, trong một số dự án công nghệ nhạy cảm như là chip máy tính. Đồng thời cho biết đang liên lạc chặt chẽ với chính quyền Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9 tháng 8 đã ký sắc lệnh hành pháp cấm một số khoản đầu tư nhất định của Mỹ vào công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc, đồng thời yêu cầu chính phủ phải được báo cáo về hoạt động tài trợ trong các lĩnh vực công nghệ khác cụ thể xác lệnh cho phép bộ trưởng tài chính mỹ cấm hoặc là hạn chế một số khoản đầu tư của mỹ vào các thực thể ở trung quốc hoạt động trong ba lĩnh vực chất bán dẫn và vi điện tử công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện washington đang chờ xem liệu anh và các đồng minh khác có ủng hộ cách tiếp cận mới của mỹ hay không trong khi đó thủ tướng anh rishi sunak đang cân nhắc xem có nên hạn chế đầu tư ra nước ngoài vào một số lĩnh vực công nghệ trung quốc tương tự như động thái của mỹ hay không Người phát ngôn chính phủ Anh cho biết, sắc lệnh hành pháp về đầu tư ra nước ngoài này đưa ra sự rõ ràng quan trọng về cách tiếp cận của Mỹ và nói rằng Anh sẽ xem xét chặt chẽ các biện pháp mới trong khi tiếp tục đánh giá các rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn, gắn liền với một số khoản đầu tư. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ tư của Anh, nhưng là điểm đến kém quan trọng hơn nhiều đối với đầu tư nước ngoài của Anh, tính theo số liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố vào tháng 7 vừa qua. Theo số liệu gần đây nhất công bố trong năm nay, Lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Anh vào Trung Quốc ở mức 10,7 tỷ bảng Anh tức là 13,6 tỷ đô la Mỹ, tương đương 0,6% tổng đầu tư toàn cầu vào năm 2021. Dịch vụ tài chính chiếm gần 25% tổng số, nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác. Theo báo cáo được Phòng Thương mại Anh tại Trung Quốc công bố vào tháng 5, hơn 50% số công ty Anh được khảo sát đang duy trì cách tiếp cận chờ xem để thực hiện các khoản đầu tư mới vào Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden đề nghị Quốc hội Mỹ cấp thêm hơn 13 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự, 7,3 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ kinh tế và nhân đạo cho Ukraine. Giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách OMP là Shalanda Young trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy ngày 10 tháng 8 cho biết, gần 10 tỷ đô la Mỹ trong gói viện trợ quân sự mới sẽ dành để bổ sung vật tư quốc phòng trong kho của ngũ giác đài viện trợ cho Ukraine, cũng như đẩy nhanh tiến độ sản xuất trang thiết bị mới. Tổng thống tái khẳng định rằng chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine trong thời gian dài nhất có thể, bà Văn viết. Chiến lược này đã đoàn kết các đồng minh cùng đối tác cũng như trang bị cho Ukraine năng lực tự vệ trước Nga. Đề nghị viện trợ quân sự thêm hơn 13 tỷ đô la Mỹ nằm trong khoản chi tiêu trị giá hơn 21 tỷ đô la Mỹ liên quan đến Ukraine, được tòa Bạch Ốc nêu ra ngày 10 tháng 8, số tiền còn lại dùng để hỗ trợ kinh tế và nhân đạo cho Ukraine. Truyền thông Mỹ nhận định trong lúc cuộc phản công của Ukraine diễn ra và triển vọng chiến sự kết thúc sớm trở nên mong manh, khoản viện trợ sẽ là bằng chứng cho thấy liệu Mỹ có thể duy trì hỗ trợ lâu dài cho Ukraine hay không. Một số đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã bày tỏ hoài nghi về cung cấp thêm tiền cho Ukraine. Mỹ đang là bên viện trợ nhiều nhất cho Ukraine nói chung và về quân sự nói riêng. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tính đến ngày 25 tháng 7, Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 43,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Theo phân tích của Washington Post, Ukraine trở thành nước nhận viện trợ của Mỹ nhiều nhất sau Thế chiến thứ hai với tổng số tiền hơn 66 tỷ đô la Mỹ. Sau khi chiến sự bùng phát, phương Tây tích cực viện trợ lượng lớn vũ khí, phương tiện chiến đấu và đạn dược cho Ukraine. Nga nhiều lần chỉ trích động thái trên cho rằng điều này chỉ làm chiến sự kéo dài thêm. công tố viên đề xuất tòa xử ông Trump liên quan vụ bạo loạn đồi Capitol vào ngày 2 tháng 1 năm 2024, gần thời điểm đảng Cộng hòa dự kiến bầu sơ bộ. Văn phòng công tố viên đặc biệt ông Jack Smith ngày 10 tháng 8 gửi hồ sơ lên tòa án, đề nghị bắt đầu xét xử cựu tổng thống Donald Trump với cáo buộc âm mưu lật kèo bầu cử năm 2020 vào ngày 2 tháng 1 năm 2024. Ông Trump đã bị truy tố vào ngày 1 tháng 8 vì nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Trong đó, đỉnh điểm là cuộc bạo loạn ở đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, khiến 5 người thiệt mạng. Công tố viên Smith là người dẫn dắt cuộc điều tra. Cựu tổng thống trình diện tòa án liên bang ở thủ đô Washington hôm 3 tháng 8 và bác bỏ các cáo buộc. Thẩm phán liên bang Tanya Chukin được chỉ định phụ trách vụ án, dự kiến ấn định ngày xét xử trong phiên điều trần ngày 28 tháng 8. Chỉ có kẻ loạn trí xa rời thực tại mới đề xuất thời gian như vậy. Một ngày sau năm mới và can thiệp tối đa vào bầu cử ở Iowa, ông Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày nhắc đến ban dự kiến tổ chức bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa vào ngày 15 tháng 1, 2024. Ông cho rằng, nếu xét xử thì thời điểm bắt đầu nên là sau cuộc bầu cử tổng thống diễn ra tháng 11, 2024. Người phát ngôn của ông Trump nói công tố viên Smith là Bộ Tư pháp Mỹ đang chơi trò chơi chính trị một cách trắng trợn. Lưu ý ông Trump đang là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Cáo buộc âm mưu lật kèo bầu cử năm 2020 là vụ án nghiêm trọng nhất trong bốn cuộc điều tra với hàng chục cáo buộc nhắm vào ông Trump. Bộ Tư pháp Mỹ vào tháng 6 công bố cáo trạng 49 trang, trong đó có 37 cáo buộc liên quan cuộc điều tra mà ông Trump giữ trái phép tài liệu mật ở Tư Dinh Cơ quan này hồi cuối tháng 7 bổ sung thêm 3 cáo buộc với cựu tổng thống Mỹ. Tòa dự kiến xét xử vào tháng 5 2024. Ông Trump vào cuối tháng 3 bị truy tố liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền, ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Thẩm phán New York ấn định sẽ xét xử vụ kiện vào tháng 3 2024. Cựu tổng thống Mỹ còn bị điều tra về nỗ lực nhằm thay đổi kết quả bầu cử năm 2020 ở bang Georgia Công tố viên phụ trách điều tra là Fanny Willis từng ám chỉ sẽ đưa ra các cáo buộc với ông Trump trước ngày 18 tháng 8. Bão chồng bão dồn dập tấn công vào Đông Bắc Á Theo tin bão mới nhất, bão Land sẽ tiến đến quần đảo Ogasawara của Nhật Bản ở Thái Bình Dương, cách Tokyo khoảng 1.000 km về phía nam trong ngày 11 tháng 8. Các quan chức thời tiết cảnh báo về gió dữ dội và mưa lớn bão Lan có thể gây bão ở đảo chính Nhật Bản vào đầu tuần tới. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, hồi 19 giờ ngày 10 tháng 8, bão Lan di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 km một giờ trên vùng biển cách đảo Chichima, 170 km về phía đông nam. Bão Lan có sức gió trên 90 km một giờ, trong bán kính 130 km, gió giật 126 km một giờ ở vùng gần tâm bão. Biển động rất mạnh, dự báo có mưa lớn ở quần đảo Ogasawara từ nay đến ngày 12 tháng 8. Lượng mưa lên tới 250mm có thể trút xuống một số khu vực của quần đảo. Cư dân của các hòn đảo được khuyến cáo cảnh giác với gió mạnh, sóng cao, sạt lở đất và lũ lụt. Bão Len dự kiến sẽ đi xa hơn về phía bắc tới quần đảo Izu, gây biển động từ ngày 12 tháng 8. Cơn bão sau đó được dự báo sẽ di chuyển theo hướng tây bắc trên Thái Bình Dương và có thể tiếp cận đảo chính Honshu của Nhật Bản vào ngày 15 tháng 8 mà không suy giảm cường độ. Miền đông và miền tây Nhật Bản có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa bão từ ngày 14 tháng 8. Nhật Bản cũng vừa hứng chịu bão Kanun là cơn bão đi vòng quanh các hòn đảo phía nam Nhật Bản trong hơn một tuần. Ngày 10 tháng 8, bão Kanun cũng đã trút mưa xuống dữ dội xuống Hàn Quốc, biến cho đường thành sông khiến ít nhất một người thiệt mạng trước khi suy yếu khi đến các trung tâm đô thị lớn gần thủ đô. Lượng mưa hơn 300mm đã đổ xuống các khu vực phía đông và phía nam sau khi cơn bão đổ bộ gần thành phố cảng Georgia phía đông nam khoảng 9 giờ 20 ngày 10 tháng 8. Hơn 15.000 người, chủ yếu ở các khu vực phía nam, đã được di tản khỏi nhà khi các nhân viên khẩn cấp ứng phó với lỡ đất, nhà cửa bị lũ lụt tàn phá và mực nước sông suối dâng cao. Tính đến tối 10 tháng 8, các công nhân đã khôi phục được điện cho 38.000 trong số 40.300 ngôi nhà đã bị mất điện. Giới chức Nam Hàn đã đóng cửa hàng trăm đường cao tốc, đường phố và công viên công cộng, đồng thời cảnh báo về những hiểm họa do bão Kanun gây ra, tấn công Nam Hàn nhiều tuần sau khi lũ quét và sạt lở đất làm ít nhất 47 người thiệt mạng. Sau khi đổ bộ vào thành phố cảng Jeju phía đông nam, Bão Canun đã đi qua khu vực đại đô thị đông dân cư Seoul với tốc độ gió tối đa là 72 km một giờ, giảm so với khoảng 129 km một giờ tại điểm đổ bộ. Cơn bão Canon dự kiến là di chuyển tới Bắc Hàn vào đầu ngày 11 tháng 8, nhưng các nhà dự báo thời tiết cho biết khu vực đại đô thị Seoul sẽ vẫn bị ảnh hưởng bởi bão cho đến chiều cùng ngày. tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã ghi tên mình vào tứ kết World Cup nữ sau khi có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Á quân Hà Lan ở trận tứ kết đầu tiên tại Wellington Regional. Cầu thủ Sama Palalulo trở thành người hùng với pha dứt điểm lạnh lùng vào góc xa khi bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút 111, giúp cho Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan 2-1 sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Trước đó, Tây Ban Nha cũng là đội có lợi thế trước với pha lập công của Maria Calenti từ chấm phạt đền 11m ở phút 81. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Hà Lan đã vùng lên mạnh mẽ và được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Stephanie van der Gart ở phút 90 cộng 1. Với chiến thắng này, Tây Ban Nha đã nối dài kỳ tích của mình với lần đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết trong lịch sử World Cup nữ. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên George Vida trên hành trình lịch sử tại Úc và New Zealand sẽ là đội thắng ở cặp tứ kết Nhật Bản và Thụy Điển. Công ty thiết kế chip ARM đang đàm phán với khoảng 10 công ty, trong đó có Apple, Samsung và Intel, nhằm mục đích thu hút thêm các nhà đầu tư lớn tham gia vào đợt phát hành cổ phiếu IPO sắp tới. Tờ Nikkei của Nhật Bản ngày 8 tháng 8 đưa tin, tập đoàn công nghệ Apple và công ty điện tử Samsung Electronics sẽ đầu tư vào công ty thiết kế chip ARM thuộc sở hữu của tập đoàn SoftBank Group trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu của công ty này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9. Công ty thiết kế chip Nvidia cũng là một trong những cái tên mà ARM đang muốn săn đón cho đợt niêm yết tại New York này theo giới truyền thông. Tờ Nikkei cho biết Apple, Samsung, Nvidia và Intel đều dự định đầu tư vào ARM ngay khi công ty này niêm yết trên thị trường chứng khoán New York. Cũng theo Nikkei, ARM sẽ chính thức nộp đơn đăng ký niêm yết lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ trong tháng này. SoftBank đã đặt mục tiêu niêm yết ARM kể từ khi thương vụ bán công ty thiết kế chip này cho NVIDIA thất bại hồi năm ngoái do bị các cơ quan quản lý chống độc quyền phản đối. Các nguồn thảo tin hồi tháng 4 cho biết thương vụ IPO của ARM có thể huy động được 8 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Tại buổi thông báo kết quả kinh doanh mới đây, giám đốc tài chính của SoftBank không tiết lộ thông tin chi tiết về ngày IPO, hay là mục tiêu huy động vốn, nhưng cho biết công tác chuẩn bị cho kế hoạch này đang diễn ra rất thuận lợi. SoftBank đã bất ngờ báo lỗ vào ngày 8 tháng 8 và cho biết sẽ cẩn trọng khởi động các dự án đầu tư mới sau khi quỹ Vision Fund của ông lớn này đã có lãi trở lại lần đầu tiên trong 6 quý qua. Nhu cầu tiêu dùng thấp đang đưa đến sự cạnh tranh về giá giữa các chuỗi nhà hàng bình dân ở Trung Quốc điều mà các nhà phân tích cho là có thể gây khó khăn cho các chuỗi nhà hàng nhỏ. Tại chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Nen Chang sen ở Bắc Kinh, các thực khách tự phục vụ buffet sáng với ba món là cháo, súp chua cay và sữa. Tất cả chỉ có giá 3 nhân dân tệ, tức là 42 sanh Mỹ. Đó là những gì giúp hình dung về tình trạng giảm phát tại Trung Quốc. Người Trung Quốc gần như phải tự lo liệu về kinh tế trong thời gian bùng phát đại dịch, khi sự hỗ trợ của chính phủ chủ yếu dành cho lĩnh vực sản xuất. Khi những hạn chế được dỡ bỏ, chi tiêu tiêu dùng không tăng mạnh ngay lập tức như là các nhà kinh tế dự báo. Khi lương và lương hưu hiếm khi tăng và thị trường việc làm vẫn sức không chắc chắn, nhu cầu chi tiêu bị hạn chế và khi nền kinh tế tăng trưởng chậm, lòng tin của người tiêu dùng thấp. Nhà phân tích về thực phẩm và đồ uống và là Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến An toàn Thực phẩm tỉnh Quảng Đông, Chiu Dan cho rằng chiến lược giảm giá là phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay. Xi Shaojie là một thương hiệu nhượng quyền hamburger tại Bắc Kinh cũng đã giảm giá, với một số món chỉ có giá là 10 nhân dân tệ, tức là 1 đô la 39 cent Mỹ. Yum China, là công ty quản lý KFC tại Trung Quốc, cũng đã hấp dẫn khách hàng với một thực đơn hamburger, đồ ăn nhẹ và đồ uống với giá chỉ có 19,9 nhân dân tệ, tức là 2,75 đô la Mỹ. Trung Quốc điều chiến hạm và chiến đấu cơ tới Đài Loan Bộ Quốc phòng Đài Loan loan tin hôm thứ Năm ngày 10 tháng 8, Trung Quốc đã điều tàu hải quân và một toán chiến đấu cơ tới Đài Loan tiếp tục quấy nhiễu hòn đảo này. Theo hãng thông tấn AP, Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là vùng lãnh thổ tự trị và thường xuyên đưa chiến đấu cơ tới hòn đảo như một hành động đáp trả lại các hoạt động chính trị của hòn đảo này. Trong năm vừa qua, Trung Quốc cũng điều chiến hạm và máy bay không người lái quần thảo quanh vùng biển gần hòn đảo. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết giải phóng quân Trung Quốc đã điều 33 chiến đấu cơ và 6 chiến hạm từ 6 giờ sáng thứ Tư tới 6 giờ sáng thứ Năm. Các chiến đấu cơ J-10 và J-16 đã bay qua làng xanh và hướng về phía Tây Nam Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết quân đội Đài Loan đã theo dõi 5 trong số các tàu chiến khi chúng tương tác với các chiến đấu cơ. Bộ Quốc phòng cho biết họ đã dùng hệ thống hỏa tiễn địa đối không để theo dõi chiến đấu cơ, Mười chiếc trong số đó đã vượt qua lằn ranh của eo biển Đài Loan, một ranh giới không chính thức được coi là vùng đệm giữa hòn đảo và đất liền. Để đáp ứng với áp lực quân sự ngày một leo thang từ Trung Quốc, Đài Loan đã mua vũ khí và chiến đấu cơ nhằm tăng cường phòng thủ. Hồi tháng 7, Hoa Kỳ công bố khoản viện trợ trị giá 345 triệu đô la cho Đài Loan, gồm các hệ thống phòng không sách tay, các dụng cụ tình báo và thám sát, súng ống và hỏa tiễn, Tế bào bất tử đã cứu sống hàng triệu người. Khi qua đời ở tuổi 31, Henrietta Lacks không hề hay biết những tế bào ung thư của cô sẽ cứu sống hàng triệu sinh mạng trên thế giới nhiều năm sau. Henrietta Lacks sinh ngày 1 tháng 8 1920 ở Roanoke, Virginia, Hoa Kỳ. Năm 31 tuổi, người mẹ năm con này đến bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore do cơn đau ở cổ tử cung và chảy máu bất thường khi kiểm tra thì bác sĩ phát hiện một khối u ở cổ tử cung của cô. Chỉ 8 tháng sau chẩn đoán, ngày 4 tháng 10 1951, Lax qua đời. Trong suốt thời gian Lax chữa trị ở bệnh viện, bác sĩ đã lấy mẫu tế bào ung thư của cô và đưa tới phòng thí nghiệm để phân tích. Những tế bào này rất khác thường, trong khi phần lớn tế bào người chỉ có thể tồn tại vài ngày trong điều kiện phòng thí nghiệm, tế bào của Lax tiếp tục phát triển và phân chia liên tục, như thể là bất tử. Kiểu bất tử này rất phổ biến ở tế bào ung thư. Nhưng tế bào của Lax có thể sinh sản đặc biệt nhanh. Vì vậy, chúng được sử dụng để tạo ra dòng tế bào người bất tử đầu tiên gọi là tế bào Hila, đặt theo tên của Lax. Trong 7 thập kỷ qua, thì tế bào Hila đã đóng góp vào khoảng 70.000 nghiên cứu khoa học, cứu sống hàng triệu người. Nhưng Lax chưa từng đồng ý để giới nghiên cứu sử dụng tế bào của cô. Mãi nhiều thập kỷ sau thì gia đình cô mới biết sự thật, vào đầu tháng 8, gia đình Lacks cuối cùng đạt được thỏa thuận đền bù cho đóng góp của cô vào lịch sử y học. Tế bào của Lacks được sử dụng để tăng cường hiểu biết về bệnh ung thư cổ tử cung, từng cướp đi sinh mạng sống của cô. Năm 1985, các nhà khoa học Đức phát hiện tế bào HeLa chứa nhiều bản sao của virus Papilloma 18 ở người, còn được gọi là HPV 18, một chủng virus nguy hiểm gây ung thư cổ tử cung phát hiện mở đường cho việc phát triển vaccine HPV nhiều thập kỷ sau. Hiện nay, vaccine HPV rất phổ biến, giúp tỷ lệ ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trẻ giảm 2 phần 3. Tế bào HeLa còn được dùng để phát triển phương pháp điều trị làm chậm tốc độ phát triển của ung thư. Một trong những ứng dụng sớm nhất của tế bào HeLa là phát triển vaccine bại liệt. Năm 1953, nhóm nghiên cứu đến từ Bệnh viện Johns Hopkins Nhận thấy tế bào la là công cụ hiệu quả để phát triển lượng lớn virus bại liệt, giúp hiểu rõ hơn chúng lây lan sang tế bào và gây bệnh như thế nào. Nghiên cứu này sau đó được sử dụng trong phát triển vắc xin bại liệt, giúp ngăn chặn khoảng 1,5 triệu ca tử vong ở trẻ em trên khắp thế giới từ năm 1988, theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ. Các nhà nghiên cứu cũng sử dụng rộng rãi tế bào khi để tìm hiểu cơ chế mà virus HIV sử dụng để xâm nhập vào tế bào cũng như là cách những loại thuốc khác nhau tương tác với virus. Các nhà tổ chức giải thưởng truyền hình Emmy thông báo lễ trao giải Emmy 2023 lần thứ 75 bị lùi gần 4 tháng trong bối cảnh chưa tìm ra giải pháp cho các cuộc đình công kéo dài của các diễn viên và biên kịch Hollywood Giải thưởng truyền hình tương đương với giải Oscar sẽ diễn ra vào tháng 9, nhưng giờ sẽ được tổ chức lại vào ngày 15 tháng 1 2024. Giải Emmy là sự kiện giải trí quan trọng nhất cho đến nay đã bị trì hoãn bởi cuộc đình công đầu tiên trong hơn 60 năm qua của các diễn viên và biên kịch ở Hollywood. Các nghiệp đoàn nghệ sĩ yêu cầu tăng lương và bảo đảm rằng trí tuệ nhân tạo AI sẽ không lấy đi công việc và thu nhập của họ. Do cuộc đình công kéo dài 100 ngày qua, các ngôi sao hạng A và những người được đề cử hiện sẽ không tham dự Emmy, đều được xem là thảm họa đối với tỷ suất người xem chương trình này. Các biên kịch cũng không viết kịch bản cho người dẫn chương trình và những nhân vật công bố giải. Như vậy, theo kế hoạch mới, giải Emmy sẽ diễn ra một tuần sau lễ trao giải quả cầu vàng và chỉ 24 giờ sau lễ trao giải bình chọn của các nhà phê bình, tức là Critics' Choice Awards. Lễ trao giải Oscar dự kiến là sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 3. Trong khi đó, các đề cử cho giải Primetime Emmy lần thứ 75 này đã được công bố vào tháng trước, chỉ vài giờ trước khi cuộc đàm phán giữa các hãng phim và các nghiệp đoàn sụp đổ. Succession, kế nghiệp là bộ phim chính kịch của HBO về một gia đình cực kỳ giàu có tranh giành quyền kiểm soát một đế chế truyền thông độc ác, đã dẫn đầu danh sách với kỷ lục 27 đề cử, bao gồm cả phim truyền hình hay nhất. The Last of Us là Người cuối cùng trong số chúng ta trở thành phim chuyển thể từ trò chơi điện tử người thật đóng đầu tiên nhận được đề cử lớn với 24 đề cử. Trong khi phim châm biếm The White Lotus, bông sen trắng nhận được 23 đề cử. Liverpool sắp phá kỷ lục chuyển nhượng Anh. Brighton vừa chấp nhận đề nghị 139 triệu đô la Mỹ, kỷ lục bóng đá Anh của Liverpool cho Moises Caicedo là tiền vệ được Chelsea săn đuổi từ đầu hè. Thương vụ kỷ lục này sẽ hoàn tất nếu Casido đồng ý sang Liverpool và hoàn tất các thỏa thuận cá nhân với đội chủ sân Anfield. Chỉ tính từ đầu năm 2023, kỷ lục này đã hai lần bị phá. Hồi tháng 1 thì tiền vệ Enzo Fernandez được Chelsea mua về từ Benfica với giá 136 triệu đô la Mỹ, phá kỷ lục cũ 135 triệu của Jack Grealish. Đến tháng 7 thì Arsenal phải trả 137 triệu đô la Mỹ cho West Ham để sở hữu Rice. Casido được Chelsea theo đuổi từ đầu kỳ chuyển nhượng hè năm nay nhưng không thể chốt giá với Brighton. Gần nhất đội chủ sân Stamford Bridge ra giá 101 triệu nhưng bị từ chối. Hôm 10 tháng 8, Liverpool nhảy vào cuộc đua giành tuyển thủ Ecuador và mức giá kỷ lục họ đưa ra đã thuyết phục được Brighton. Trước đó, mục tiêu chính của Liverpool được xem là tiền vệ Southampton Romeo Lavia Đội bóng vùng Merseyside đã ba lần đưa ra đề nghị cho cầu thủ người Bỉ, gần nhất là 58 triệu đô la Mỹ nhưng bị từ chối. Hôm 9 tháng 8, The Athletic đưa tin Chelsea nhảy vào giành Lavia và đưa ra mức giá là 61 triệu đô la Mỹ kèm phụ phí, gần sát với mức Southampton muốn là 63 triệu. Kessido đã bày tỏ mong muốn ra đi với Brighton từ lâu. Cách đây 5 ngày, tiền vệ 21 tuổi dọn sạch tủ đồ của anh ở sân MX và không trở lại đại bản doanh của Brighton. Brighton được cho là hứa để Casido chuyển sang Chelsea nhưng muốn số tiền ít nhất là 127 triệu đô la Mỹ. Casido được cho là đang ở London để chờ thương vụ đưa anh đến Chelsea hoàn tất. Tuy nhiên, sự chen vào của Liverpool có thể khiến cho mọi chuyện đảo chiều. Đội chủ sân Anfield chỉ cần thêm sự đồng ý từ Casido để chốt xong thương vụ này sau khi được Brighton bật đèn xanh. Nếu đạt được thỏa thuận cá nhân thì Casido sẽ là tiền vệ trung tâm thứ hai của Brighton gia nhập Liverpool trong hè 2023. Trước đó, đội chủ sân Anfield đã mua nhà vô địch thế giới Alexis McAllister với giá 46 triệu đô la Mỹ. Bộ đôi này sẽ thay thế Jordan Henderson và Pio, cặp trụ cột vừa rời sân Anfield để sang Saudi Arabia chơi bóng. Kisido là tiền vệ phòng ngự hàng đầu ngoại hạng Anh mùa trước với số lần tắt bóng và cắt bóng đứng thứ hai giải đấu các thông số khác như là đoạt bóng ở giữa sân, chạm bóng và truyền thành công của anh đều trong top 10. Chelsea xem tuyển thủ Ecuador là người kế thừa xứng đáng cho vị trí Enkolo Khan để lại. Liverpool cũng đang tìm người thay cho Fabinho. Trước đó, họ đã chiêu mộ đồng đội của Casido là Alexis McAllister với giá là 55 triệu đô la Mỹ. Bà tuột dạt vào bờ biển ở Quảng Nam nhiều vô kể, hàng ngàn người đã vây bắt lộc trời. Lần đầu tiên bà tuột dạt vào bờ biển Bãi Ngang ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với số lượng lớn chưa từng có, lôi cứng người dân đổ xô ra bắt làm thực phẩm và bán cho quán nhậu. Theo báo VN Express hôm 10 tháng 8, những ngày qua, khi trời chập tối, cả ngàn người gắn đèn pin trên đầu, người thì xách đèn tích điện, đổ ra bờ biển Bãi Ngang ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, kéo dài khoảng 5 km, dùng tay không hoặc là vợt, lưới kéo, đua nhau bắt bạch tuộc. Ông Lê Xuân Tới là phó chủ tịch xã Bình Minh cho biết, từ xưa đến nay chưa lần nào mà bạch tuộc dạt vào bờ biển nay nhiều như vậy. Ngày đầu có người bắt ba bốn tiếng thì được 7 kg, những ngày sau thì ít hơn. Đêm nhiều được 4 kg, đêm ít chỉ chục con, mỗi con trung bình 100 gram, Bạch tuột bắt được cho vào túi lưới để chúng sống, khi đem về nhà rửa sạch, có thể luộc, hấp, xào, nướng đều rất ngon. Theo anh Trần Hữu Hợp vui vẻ kể lại, đi bắt bạch tuộc là thú vui nên từ trẻ con đến người lớn, đàn ông, phụ nữ đều tham gia. Người dân bắt về làm thực phẩm, một số thì đem bán cho các nhà hàng, hay là các quán nhậu, dọc bãi biển với giá là 180.000 đồng một ký, tức là hơn 7 đô la 50 cent. Bạch tuộc thuộc bộ Octopoda là động vật không xương sống thân ngắn, mềm, phần đầu giống như là cái tô ướp lên tám xúc tua. Chúng sống dưới đáy biển, di chuyển linh hoạt và nhanh hơn con mực. NASA đã phát hiện sao hỏa từng là môi trường thích hợp cho sự sống. Theo một nghiên cứu mới công bố ngày 9 tháng 8, xe tự hành Curiosity của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, tức là NASA, đã phát hiện bằng chứng đầu tiên cho thấy Sao hỏa từng có khí hậu đang xen giữa mùa khô và mùa mưa tương tự như là ở trái đất. Những bằng chứng đầu tiên được tìm thấy kể từ năm 2012, sau khi xe tự hành Curiosity đã khám phá ra miệng núi lửa keo khổng lồ, nơi trước đây được cho là có một hồ nước và một núi trầm tích khổng lồ cao gần 6 km ở ngay trung tâm. Theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature, khi lao lên sườn núi trầm tích vào năm 2021, Xe tự hành Curiosity đã tìm thấy các mỏ muối hình lục giác trong đất có niên đại gần 4 tỷ năm trước và xác định đây là những vết nứt trên nền đất bùn khô, dấu hiệu của một hồ nước đã bị cạn. Theo chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp và là tác giả chính của nghiên cứu, ông William Rappin, đây chính là bằng chứng hữu hình đầu tiên cho thấy sao hỏa có khí hậu theo chu kỳ. Việc các mùa mưa và mùa khô diễn ra thường xuyên giống như là ở trái đất, cho thấy sao Hỏa có thể có các điều kiện cần thiết để hình thành sự sống. Xe tự hành Curiosity đã phát hiện ra sự hiện diện của các hợp chất hữu cơ được coi là nền tảng của sự sống trên sao Hỏa. Tuy nhiên, các hợp chất này cần những điều kiện thích hợp để trở thành tiền thân của sự sống. Trong suốt hơn 11 năm, các nhà nghiên cứu đã miệt mài tìm kiếm các bằng chứng cho thấy sao Hỏa thời cổ đại có thể là môi trường hỗ trợ sự sống của vi sinh vật nhờ xe tự hành Curiosity. Sau đây trong phần tin về sức khỏe, xin gửi đến quý vị 8 bí quyết để có trái tim khỏe mạnh. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ AHA đã lập một danh sách gồm 8 khuyến nghị về lối sống để cải thiện và duy trì sức khỏe cho tim mạch. Đầu tiên phải kể đến là ăn thực phẩm chất lượng, nên tiêu thụ thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, chưa qua chế biến như là rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, đậu, các loại đậu, quả hạch, protein từ thực vật, protein động vật nạc, thịt da cầm bỏ da, cá và hải sản, Thứ hai là tăng cường vận động, mỗi tuần hãy dành ít nhất 150 phút hoạt động thể chất vừa phải hoặc là 75 phút hoạt động thể chất mạnh mẽ. Việc này không chỉ giúp cho cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn hỗ trợ giảm cân, duy trì vóc dáng. Thứ ba là hãy bỏ thuốc lá. Các chuyên gia luôn khuyên bạn nên bỏ hút thuốc để tránh nhiều vấn đề sức khỏe, nhất là các vấn đề về tim mạch và huyết áp. Thứ tư là ngủ đủ giấc. Người trưởng thành thường cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm để nạp đủ năng lượng cho ngày mới đồng thời đây cũng là cách để giảm căng thẳng hiệu quả thứ năm là quản lý cân nặng cân nặng sẽ phản ánh phần nào tình trạng sức khỏe của bạn vì vậy kiểm soát cân nặng là một cách để tim mạch khỏe mạnh kiểm soát cholesterol để duy trì sức khỏe tốt và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nên kiểm soát mức cholesterol lipoprotein mật độ thấp tức là ldl thứ bảy là quản lý lượng đường trong máu Duy trì mức huyết sắc tố E1C lạnh mạnh có thể giúp cho bạn duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh. Và cuối cùng là kiểm soát huyết áp. Thường xuyên theo dõi huyết áp có thể bảo vệ bạn khỏi nhiều nguy hiểm bởi huyết áp cao làm tăng nguy cơ các bệnh nặng. Người trưởng thành nên duy trì mức huyết áp dưới 120 trên 80 mm of mercury. Đến đây những thông tin của Culture Channel xin phép được dừng lại. Toàn thể ban biên tập xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận phía bên dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ và an lành. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.